Đầu năm 1956, Bộ Chính trị thông qua chủ trương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho đất nước. Ngày 6 tháng 3 năm 1956, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đã ký quyết định số 147/ND về việc thành lập Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa, nay là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Đông Dương Học Xá nằm ở ngoại thành Hà Nội lúc đó được chính thức lựa chọn làm điểm để xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và như vậy thì cái giai đoạn hình thành từ năm 54 đến năm 56 là hết sức vất vả, hết sức khó khăn và có rất nhiều thách thức đã phải vượt qua. Và cuối cùng thì ngày 15 tháng 10 năm 1956, nhà trường đã chính thức làm lễ khai giảng cho khóa học chính quy đầu tiên cho một con số rất đẹp là 848 sinh viên thuộc 14 chuyên ngành của 4 liên khoa là cơ điện, mỏ luyện kim, hóa thực phẩm và xây dựng. Cái trường đại học Bách khoa của ta mở ra ấy, nó là một cái niềm nghĩa là mong mỏi mọi người hào hứng lắm. Tôi thì khi vào lớp kiến trúc khoa xây dựng, thời bây giờ cái vật chất nó rất là thiếu thốn, nhưng mà cái tinh thần ấy thì phấn khởi lắm. Trong giai đoạn những năm tháng chiến tranh, chúng tôi đã hai lần đi sơ tán. Cũng trong giai đoạn đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và hưởng ứng phong trào Ba sẵn sàng, thì có khoảng gần 200 cán bộ và 2.700 sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã lần lượt tạm biệt mái trường của mình để lên đường nhập ngũ, và rất nhiều người trong số đó cũng đã nằm lại nơi chiến trường. Những người ở lại, mặc dù trong giai đoạn là chiến tranh rất là ác liệt, nhưng vẫn nghiên cứu học tập trong các lán trại thô sơ, những cải tiến kỹ thuật vẫn luôn luôn được thực hiện. Trong chiến tranh, ta bắn những máy bay Mỹ như thế nào? Phải đến cái khoa điện, đến đảo Bách khoa mà hỏi. Trong giai đoạn 1965-67, đặc biệt là giai đoạn 1972, khi hai lần cuộc ném bom của Mỹ trên miền Bắc thì đều đã được bộ đội tên lửa, các phòng không đã có rất là nhiều đặt hàng và rất nhiều nghiên cứu của khoa vô tuyến điện đã được ứng dụng thành công ở những đơn vị binh chủng này. Cái người ở Bách khoa lúc bây giờ gần như là cái đỉnh cao của khoa học của nước ta. Sau năm 1975, khi hòa bình đã lập lại, nước Việt Nam trở thành thống nhất, thì lúc đó, trong cái giai đoạn đó, cái nhu cầu tái thiết đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội là hết sức cấp thiết. Lúc bây giờ chúng tôi đã bắt đầu trưởng thành, bắt đầu rất nhiều kinh nghiệm mà đều đứng ở những vị trí quan trọng của cái nền kinh tế nước nhà. Thì những người kỹ sư đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội có cái giá trị rất lớn để mà nâng cái trình độ khoa học kỹ thuật và cái kinh tế của đất nước lên. Các thế hệ thầy trò Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mặt trong hầu hết tất cả những công trình dự án công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vào thời điểm đấy. Ví dụ như Thủy điện Hòa Bình giai đoạn 1975-1985 và đặc biệt là sau này công trình đường dây 500 kV Bắc Nam. Những công trình hết sức phức tạp và kỹ thuật cao mà lần đầu tiên mà người Việt Nam làm chủ về mặt kỹ thuật và thực hiện được. Chúng tôi phát minh và chúng tôi đúng vào chỗ nào thì cũng làm được cả. Cái khoa học kỹ thuật đã đi vào đời sống một cách tích cực như vậy. Với mỗi người Bách khoa thì phẩm chất luôn luôn là mộc mạc, giản dị, chân thành, luôn làm việc với cái sự tôn trọng cá nhân, với sự đoàn kết và tinh thần tận tâm, tận lực đổi mới và khát vọng sáng tạo. Các thầy là cho chúng tôi kiến thức, nhưng mà cho chúng tôi cái yêu nghề và cho chúng tôi tình yêu tổ quốc. Chúng ta có một tổ quốc và có một chuỗi bề dày lịch sử hết sức là vĩ đại, thì mỗi chúng ta phải luôn học tập, nghiên cứu qua những trải nghiệm, không sợ thất bại thì làm lại, và từ đó thì luôn cần có một cái khát vọng cống hiến để khẳng định cho bản thân, khát vọng cống hiến để từ đó là chúng ta sẽ làm được, và chúng tôi mong muốn rằng các bạn trẻ cũng như vậy.